Donkey Village is 25 kilometers from Hanoi. It now belongs to Dong Quang Commune, Tien Dong's district, Bac Ninh province. Previously, Dong Khi was popularly known for its firecracker festival, organized on the 4th of January according to the lunar calendar. This was a firecracker contest where the participants were big cylinder crackers measuring from 0.5 to 0.8 meters across and 3 to 5 meters long, made of many small firecrackers. The crackers that exploded all their small firecrackers were the winner. The festival no doubt evolved from ancient religious rites, begging for thunder, lightning, and rain. However, the festival no longer is permitted since the lighting of firecrackers is prohibited nationwide. Today, Dong Khi Village is engaged in making carved hardwood furniture in both private and state-run workshops. The craftsmanship is superb. The hardwood used for large pieces of furniture is ebony, iron, and lat wood, canary wood. This is used for small light pieces and patterned furniture. The most common pieces are tables, chairs, cupboards, and carved beds. Can you explain to us what is happening now in the trade? Ông có thể nói cho chúng tôi biết là sau 35 năm chiến tranh phá hoại, làng nghề của chúng ta ít nhiều thất truyền. Sau đó 15-20 năm trở lại đây nó mới phát triển trở lại. Thế ông có cái ý kiến gì về cái sự phát triển này không? Có lẽ là nếu cái sự phát triển này thì phải nói là sự bền vững của chính trị, tức là từ đảng, nhà nước quan tâm đến cái chính sách cũng như là cái hỗ trợ việc làm cho người dân dân. Trong đó thì cái đầu tư là cái vay vốn cho nhân dân để phát triển kinh tế và từ đó lấy cái nguồn vốn để phát triển cái mở rộng cái mặt hàng của địa phương. The development of the traditional village like this is under the leadership of Vietnam Communist Party and government. The bank, the state bank gave us fund, help us, assist us in giving funds for developing the tradition, wood cut tradition of the village. Sản phẩm này thường thường như gọi là ngày hội đó là thường bán cho các khách du lịch, người châu Âu, người châu Á, người Trung Đông, nói chung là tất cả. The products here, made here, are exported to many countries on the world. European, even Africa, yeah, and tourists who came to Vietnam. Vì những người châu Á, người châu Âu, người ta rất thích cái đồ thủ công minh nghệ làm bằng tay, nên là người ta rất là tôn trọng và quý cái sản phẩm. Because Western countries and European countries want to have a products made by hand. Because now wood is very difficult to find in Vietnam, and you are supported by having importation coming from different countries, but this supports your talent, continues on, yeah. And talking about, we can start to talk about that first, yes, please. Yeah. Tức là hiện nay cái gỗ quý ở Việt Nam ngày càng mất dần và chúng ta phải nhập khẩu từ nhiều nước. Và trong cái quá trình nhập khẩu như vậy thì mình mua gỗ với giá rẻ và nhờ cái tài năng và trí tuệ mình biến nó thành một tác phẩm mỹ thuật bán với giá cao. Thì ông có suy nghĩ gì về cái quá trình này và cái giá trị mà nó đem lại? Tài nguyên thì đang bị cạn kiệt dần. Thì nhà nước cũng đang có cái chiến lược là mở rộng cái xuất nhập khẩu cái nguồn gỗ từ Lào, Campuchia và Indonesia để phục vụ cho cái công việc của địa phương. Trong cái này thì cái tận dụng cái nguồn tài nguyên của địa phương như là các gốc cây
rồi các cái mà bỏ đi nay lại chế tác lại những tác phẩm, thì đây cũng là một cái mà khuyến khích cái người thợ cũng như là cái sáng tạo của người dân. Thế thì cũng qua cái này thì cũng có cái vừa là thu hút được cái lao động và đồng thời cũng là cái tiết kiệm nguồn tài nguyên của đất nước. You know that importing wood and exporting wood are developed very quickly in recent years. And now we have to make full use of roots like this. In the past, only burn for cooking, you know. But now we turn it into masterpiece. And we take full use of every kind of woods everywhere. In Vietnam, in Cambodia, in Laos, in Myanmar, in Indonesia, and some parts of the world, to turn it into masterpiece, into art, and they sell it with a bigger price to make people around here with a better life. Would you say that it is your industry is doing well now, or was it better before? Theo ông thì cái làng nghề truyền thống này bây giờ có khá hơn ngày xưa không? Và nó còn phát triển tốt không? Theo như cháu là một người trẻ trong bản làng nghề, thì đồ thủ công này theo chúng tôi chắc chắn là càng ngày càng phát triển lên. Thì việc thủ công bao giờ cũng rất là được nhiều người trân trọng, mà nhất là người phương Tây. I belong to young generation and I hope and I am sure that the products will still can be imported, exported to many countries in the world. And people now still like it. Thì báo cáo thầy là trong cái thời gian trước kia thì những cái đồ này là bỏ đi. Đến bây giờ là tài nguyên hết thì phải dùng hết cả những vật dụng này. Mà cũng là vẫn là sản phẩm rất là đẹp. Yeah. In the past, almost things like this were thrown away for burning, cooking only. But now it became masterpiece. And that is why we take full use of woods in nature. How much that you have still developed your market in the world? Because you're exporting your products and people all over the world like it, you know. So you think this kind of market will continue? Rõ ràng là nhân dân gần như toàn thế giới đều thích các đồ thủ công mỹ nghệ như thế này. Nhưng mà ông có nghĩ rằng cái hàng thủ công mỹ nghệ sẽ tiếp tục được bán ra trên thị trường với cái số lượng ngày càng lớn hơn không? Có lẽ là tài nguyên thì nó luôn luôn để đáp ứng cho người thợ, thì người thợ sẽ sáng tác được nhiều những mẫu mã đẹp. Thế thì qua những cái triển lãm cũng như là ra ngoài thì hầu như tất cả những cái sản phẩm mà được đất nước các bạn đều ghi nhận là cái hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam rất là đặc biệt, trong đó có Vân Hải. Và có thể như vậy. Traditional woodcuts of Vân Hà Village is now not only famous in Vietnam, but all over the world. And the products here that we export from Vân Hà Village is more and more. And still, people in the world still like it. So that if we have enough woods and roots of trees like this, we can produce various kind of master art and masterpiece to export to the world. Do you have any suggestions on how to improve what is happening now so that you can have a bigger market maybe, or take care of your artists better? You might have some ideas. Rõ ràng là ông hay còn tin tưởng vào sự phát triển của làng nghề. Vậy ông có cái ý tưởng gì, suy nghĩ về đội ngũ những người làm cái nghề mỹ nghệ truyền thống này? Hoặc ông có suy nghĩ gì về việc tìm kiếm thị trường để phát triển sản phẩm không? Thật ra thì muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì cũng phải nhờ các bạn trong và ngoài nước giúp đỡ, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển hơn. Thì chúng nó mới hy vọng là phát triển mạnh và bay xa hơn nữa. In order to develop the tradition of this village, we want to connect with
many friends all over the world to sell the products and to cooperate in producing the products. Maybe it is precious, maybe it is not, but through the skillful hand of the sculpture, you know, handicraftsmen, they can turn from very simple thing, simple piece of wood, into a masterpiece. And then they can sell it with a bigger money, you know. His style is more impressionist, like the texture comes in. See, he has a style that is a little different from the others because it's like spontaneous. And would you like to explain the style? Cái cách ông làm ra cái này từ cái họa tiết rồi cái cách ông tạo ra cái nó tạo ra cái sự khác biệt của riêng ông. Vâng, đúng rồi ạ. Cái này là riêng em thì là sáng tạo luôn, cái nhát nhát không làm nhẫn theo như mọi người. Đấy. He found his own way of making correct. It lively. Style different. Lively. Bà nói là kiểu dáng làm này hoàn toàn khác tất cả những các cái người like ta others. Làm là smooth luôn còn ông làm right. Thì nó tạo ra cái sự nature. Thế thì là mình làm rồi có những cái nhát này rồi thì khi làm bóng này là right. Theo cái công đoạn của các cụ hồi xưa để lại là lấy chấu rồi lá chuối rồi tất cả đánh chứ không đánh cái khác. He do not use he used the leaf banana. Banana dry leaf. To make it shiny. Yeah. And when the sun strikes this, when the sun ray strikes this, different Chính vì texture. Thế khi mặt trời hoặc ánh sáng chiếu vào different nó tạo ra sự khác biệt. Action, see? That's why he's happy. I understand the style. Vì là đánh giấy giáp vào là hỏng luôn. Đánh giấy giáp vào hỏng luôn. Look at this. Giấy giáp tiếng là gì nhỉ? Tiếng quên mất rồi Hường. Giấy giáp mà làm này là hỏng đấy. Thầy quên. He never used sharp paper. So he used banana. Look at the impressionist. Banana, the dry leaf. Different texture, and his style has expression, has a story. You like, you tell me like he has a story to tell. You know, it's very. It has expression, has a story to tell. That's beautiful. The styles are traditional and timeless, beautifully carved and inlaid with mother of pearl in splendid scenes of plants, flowers, butterflies, bees, or people. Also mountains, rivers, together with boats and bridges, all made by hand. Bé tí thôi nó cưa để lại cái tính đất hai gốc